Rồi. Alo. Rồi. Chúng ta tiếp tục câu 39 nè. Tất cả các em comment đáp án này. Ai làm ra là comment đi. Cho cái hàm số y bằng x cộng b chia cho cx cộng d có đồ thị như hình vẽ. Rồi. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Thì tất cả nó hỏi về cái dấu của BC và D. Thì trước hết chúng ta căn cứ vào tiệm cận ngang. Đó là Y bằng 1 phần C. Thì cái tiệm cận ngang này nó chính là đây. Y bằng 1 phần C nó nằm ở đây. Thì nó là dương. Cho nên là C nó dương. Rồi tiếp. Nó giao điểm với trục trung và nó có tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng nó là x bằng trừ d phần b à, trừ d phần c. Đây là trừ d phần c này. Nó nằm ở phần âm. Và giao điểm với OI tại cái điểm có hành độ là không, tung độ là b phần d, thì cái chỗ này là nó mang dấu dương, chỗ này nó mang dấu âm, chứ chỗ này nó mang dấu âm. Rồi thì c dương, rồi c dương mà, vậy từ đây mình có thể suy ra được là trừ d nó âm, do đó d nó phải dương. Mà d nó dương thì b nó phải âm, như vậy là b âm hai cái kỳ dương, đáp án chính là c. Rồi có đúng không? Tốt, tất cả đều comment đáp án là C hết. Tiếp tục qua câu B, câu 40. Cái câu số 40 thì người ta cho cái hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 trừ cho m trừ 1 x bình cộng với 3 m trừ 1 x cộng với 1, đúng chưa? Thì người ta hỏi là tìm m, cái số giá trị nguyên của m để cho cái hàm số này đồng biến trên khoảng một đến dương vô cùng. Nói về sự biến thiên thì mình cứ tính đạo hàm thôi. Y phẩy nó ra là gì? X bình trừ 2 nhân m trừ 1 x. Rồi cộng với 3 lần m trừ 1. Đến nhiều giờ này nhưng mà nhiều người vẫn bị sai cái kiểu này này. Đồng biến thì là y phẩy của nó là dương. Dương là sai rồi. Trong trường hợp này y phẩy của nó phải là lớn bằng không. Đấy. Nhưng mà đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng thì là lớn bằng không với mọi x chạy từ 1 đến dương vô cùng. Đó. Thì bài này mình có cô lập được m không? À, nếu mà mình cô lập được m thì chúng ta cô lập rồi chúng ta chia xuống, xét cái hàm
FX riêng. Ở đây thầy cô lập được này. Chính xác là cô lập được M trừ 1. Chuyển vế qua. M trừ 1. Còn lại là AX trừ 3. Nhưng mà bây giờ muốn chia xuống á, muốn chia xuống đây á, thì phải biết dấu của thằng này, đúng không? Phải biết dấu của thằng này. 2x trừ 3 dấu dương á, thì chia xuống nó giữ nguyên chiều. Còn 2x trừ 3 nó dấu âm, thì nó sẽ đổi chiều. Như vậy tương đương với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, x bình chia 2x trừ 3 lớn bằng m trừ 1 với mọi x, thằng này dấu dương, lớn hơn 3 bằng 2. Và trường hợp thứ hai là x bình chia 2x trừ 3 nhỏ hoặc bằng m trừ 1 với mọi x nhỏ hơn 3 bằng 2 nhưng mà phải lớn 1. Nhiều người bài này không cô lập M nhưng mà lại đi tính delta. Tính delta thì bài này vẫn đúng với trường hợp, với điều kiện là em phải xét hai trường hợp: delta biến bằng 0 và trường hợp thứ hai là delta dương. À, trường hợp thứ hai delta dương vẫn có những cái trường hợp nó thỏa đề. Bài này thì biết là những đứa mà hay bị sai là cứ nghĩ là lớn bằng 0 là cứ tương đương với delta, bén bằng 0 không à. Thiếu trường hợp đó, đó thì ai thiếu là tự biết mình sai rồi đấy. Còn khi nào thì là bén bằng 0 thôi. Thì đó là nếu như cái chỗ này mà nó là y phẩy lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Nha, lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Thì nó chỉ có thể tương đương với lại là delta bén bằng 0 và A lớn 0. Đó, nó chỉ có một trường hợp nếu như kiểu này là với mọi x thuộc R. Còn ở đây là với mọi x thuộc vào khoảng 1 đến dương vô cùng thì nó khác chứ. Với mọi x thuộc R là được một trường hợp đúng rồi, nó còn trường hợp khác nữa, trường hợp delta dương nó vẫn có nữa. Rồi thì bây giờ giải cái này tiếp thì chúng ta chỉ cần đi xét cái sự biến thiên của cái hàm số này. Xét cái hàm fx nó bằng x bình chia cho 2x trừ 3. Thì chúng ta có f phải x bằng gì? U nhân chia V đạo hàm là U phẩy này nhân V trừ U nhân V phẩy, tất cả chia cho V bình. Như vậy đơn giản đi thì nó ra cái gì? Trừ 6x. 2x bình trừ 6x. Nó bằng 0 khi mà x bằng 0 với x bằng 3. Chúng ta lập bảng biến thiên ra. Cứ để nó từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Chúng ta đưa lên hai cái nghiệm của y phẩy, đó là 0 với 3. Bên cạnh đó, y phẩy này nó không tồn tại khi x bằng 3 phần 2. Đưa 3 phần 2 lên. Ngoài ra thì còn cái số 1 nữa. Mình chỉ xét từ 1 cho đến 3 phần 2, với lại 3 phần 2 đến dương vô cùng thôi.
ở giữa đó có số 1 nữa. Rồi bây giờ chúng ta xiết dấu rồi chúng ta bỏ từ từ ha, tại đây là nó hai gạch này. Ở tại số 1 thì nó một gạch thôi, ta chia khoảng tại số 1. Số A dấu dương trong trái ngoài cùng. Chúng ta bỏ đi những cái phần mà không xét tới, chúng ta chỉ xét từ 1 cho đến dương vô cùng thôi. Bỏ đi những phần này, xét dấu rồi mình mới bỏ nè. Thì bây giờ âm thì vì sao? À, âm thì đi xuống thôi. Chỗ này âm thì đi xuống, chỗ này dương thì đi lên. À, số 1 thì các em thế vào nó ra là trừ 1. X tính đến 3 phần 2 trừ thì nó ra âm vô cùng. 3 phần 2 cộng thì nó ra dương vô cùng. Ở đây là số 3 này nha. Số 3 thế vào 9 chia cho 3, vậy là bằng 3. Đó, chỗ này là dương vô cùng. Vậy chúng ta có thể hiểu cái đồ thị nó như thế này này. À, nó đi từ 1, nó đi xuống âm vô cùng. Ở bên này là nó đi từ dương vô cùng, nó đi xuống 3, nó lên dương vô cùng. Đó. Thế bây giờ đề căn cứ vào đây, M trừ 1 nó phải bé hơn hoặc bằng này với x lớn hơn 3 phần 2, tức là từ 3 phần 2 đến dương vô cùng này. Tức là cái nhánh đầu tiên á, chúng ta xét là từ 3 phần 2 đến dương vô cùng, thì M trừ 1 nó phải nhỏ hơn thằng đó. Nó phải nhỏ hơn, nó nhỏ hơn tất cả, thì nó phải nhỏ hơn thằng nhỏ nhất, là nó phải nhỏ hơn thằng số 3. À, nó phải nằm dưới đây, nó phải nằm dưới đây, đúng không? Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng tất cả mà. M trừ 1 này nhỏ bằng tất cả thì nó phải nhỏ bằng min. Và ngược lại, đối với cái chiều mà 1 cho đến 3 phần 2 thì nó phải lớn hơn bằng tất cả. Mà nó lớn bằng tất cả tức là nó phải lớn hơn thằng gì đấy? Thằng mắt. Thằng mắt của cái thằng nhánh bên này đó chính là trừ 1. À, vậy nó tóm lại là cái giá trị M trừ 1 nó phải nằm từ trừ 1 đến 3. Đúng không? Đấy. Vậy từ đó ta suy ra được cái kết quả như sau. Vậy để thỏa mãn bài toán thì M trừ 1 phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và bé hơn hoặc bằng 3. Từ đó các em giải ra được x, giải ra được M. Lớn bằng 0, bé hơn bằng 5. Ở 4 cho quên. Bé hơn bằng 4. Như vậy là có bao nhiêu giá trị nguyên M? 0, 1, 2, 3, 4. 5 giá trị M. Đấy. 5 giá trị M, đáp án là D đó. Đáp án là D. Rồi coi được các bạn trẻ này comment đáp án đúng không? Ô. Oh. Giỏi vậy. Ra ghê luôn. Ghê thật. Mấy đứa làm giống thầy luôn hả? Hay là làm đến ta? Dẫn anh cười gì không? Trần Doãn anh. Con này nó chảnh hỏi nó thằng trả lời không nổi. Mấy đứa làm giống thầy luôn không? Hay là làm delta, nếu mà làm chỉ cái trường hợp delta biến bằng 0 thì nó có ra được đáp số là 5 với chị M giống thế này hả? B bình phương trừ 4AC, B phẩy bình trừ AC, M trừ 1 với M trừ 3. Nó thiếu mày đúng không? Nếu mà làm delta thì nó thiếu. Nếu mà ai chỉ làm delta thôi á, đây này. Delta mà biến bằng 0 ha. Delta phẩy biến bằng 0 thôi á. B phẩy bình
trừ AC biến bằng 0. Tức là ra M trừ 1 nhân M trừ 4 biến bằng 0. Vậy ra là M lớn bằng 1 biến bằng 4. Như vậy thì ra đáp án là 4 giá trị rồi, thiếu giá trị 0, à, thiếu giá trị số 0. Rồi, có ai hỏi gì bài này không? Không ai hỏi gì thì chúng ta qua tiếp bài số 40. Lỗi, bài 41. Chết, bài 41 này nó lộ đáp án à. Thấy chữ B điên điên này phải đúng nữa. Rồi, ok, comment đáp án bài 41 coi. Cho anh chủ coi đấy là hai cái đường tròn O bán kính R với cái đường tròn O phẩy bán kính R phẩy, và cũng là bán kính R luôn. Rồi, AB là một dây cung, từ vỉa OO phẩy ra. B là một dây cung của đường tròn O. Rồi, tam giác O phẩy AB là tam giác đều. Và mặt phẳng O phẩy AB tạo với mặt phẳng chứa đường tròn O một góc 60 độ, tức là cái góc tạo bởi mặt phẳng O phẩy AB với đáy bằng 60 độ. Tính thể tích của khối trụ đã cho. Rồi, đây đáp án bao nhiêu? Ủa sao bữa nay tới 40-50 người vào ha? Ủa Bích Trâm quá giỏi rồi, đáp án 41 nhiêu? Quá giỏi kỳ không? Mày ai vô hai nít mà tới 41 người vậy? 50 người vậy? Rồi, không thấy ai có đáp án luôn à? Quá giỏi, ừ. Quá giỏi là gì á? Đối với cái bài mà hình trụ hay là hình nón á, mà những cái mặt phẳng như thế này á, những cái mặt phẳng kiểu thế này thì mình có một cái thói quen tự mình hình thành thôi, đó là mình sẽ gọi Y là trung điểm của dây cung nha. Gọi Y là trung điểm của dây cung, nó giúp cho các em vừa xác định được góc mà vừa xác định được khoảng cách đó. Gọi Y là trung điểm dây cung AB thì ta có ngay là OY sao, vuông góc với AB. Mà ta lại có OO phẩy cũng vuông góc với AB, cho nên OO phẩy cho nên AB vuông góc với mặt phẳng OO phẩy Y, đúng không? À, AB vuông góc với mặt phẳng OO phẩy Y. Vậy thì AB vuông góc với lại O phẩy Y, O phẩy Y. Vậy thì góc giữa mặt phẳng O phẩy AB với mặt đáy O, mặt đáy là đường tròn O á, chứa đường tròn O á, thì nó chính là góc nào? Là góc giữa hai đường vuông góc với lại AB mà.
nó chính là OI và O phẩy Y. Vậy nó bằng góc O phẩy IO. O phẩy IO. Được chưa? Góc này theo đề cho là bao nhiêu đây? 60 độ. À, còn nếu như em muốn nói về khoảng cách đúng không? Khoảng cách từ điểm O đến cái mặt phẳng O phẩy AB thì sao? Em chỉ cần dựng từ O em vuông góc đến O phẩy Y là xong rồi này. Dựng OH vuông góc O phẩy Y thì khoảng cách từ O đến mặt phẳng đó chính là OH. À, những cái bài kiểu hình nón, hình trụ, mặt cầu cũng vậy. Liên quan đến dây cung là các em cứ gọi trung điểm, xong em sẽ thấy ra cái ý tưởng làm bài tiếp. Nhưng mà bài này kể một lớp 45 mấy người không làm được bài này không? Lớp 9 cộng kỳ. Bây giờ tiếp tục. Người ta cho cái tam giác đó là tam giác đều, đúng không? Tam giác đều. Tam giác O phẩy AB là tam giác đều. Ở đây nó chỉ cho một yếu tố về độ dài, đó là R thôi. R là bán kính đường tròn đáy này, đúng không? Bán kính đường tròn đáy. R chính là OA, R chính là OB. Đó. Thì nó thiếu cái đường cao. Nó thiếu đường cao. Thì các em hãy đi tính đường cao. Nhưng mà cái giả thiết ở đây là cái tam giác đều thì nó chưa cho cạnh. Thì bây giờ mình cứ đi đặt cái cạnh của tam giác đều đó là x. Đặt x chính là cạnh của tam giác đều. Nó cũng chính là bằng AB luôn. Được không? Đặt x là bằng AB luôn. Như vậy từ đó chúng ta có gì ha? Ta dồn vào cái góc 60 độ này, này. Cái góc 60 độ này là có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là O phẩy Y. Nó là đường cao của tam giác đều thì nó bằng là x căn 3 trên 2. Đúng không? Yếu tố thứ hai đó là OI. OI thì nó là nằm ở trong cái tam giác OAB, nhưng mà OI thì nó vuông góc với lại là AB. Vậy OI thì nó bằng căn bậc 2 OB bình trừ cho IB bình. OB chính là R. Nhưng mà để cho dễ hiểu á thì mình coi như R bằng 1 đi. À, thì để R bằng 1 để cho dễ viết được nha. Vậy OB là bằng R, tức là bằng 1 trừ cho IB là gì? AB là bằng x thì IB sẽ là x chia 2. X chia 2 bình lên là x bình chia 4. Như vậy quy đồng lên thì nó là căn của 4 trừ x bình tất cả chia 2. Như vậy điều kiện quyết ở đây là phải nhỏ hơn 2. Lớn không nhỏ hơn 2. Rồi, vậy là ta dồn vào cái tam giác O phẩy Y. Góc 60 độ, cạnh này là cạnh kề, cạnh này là cạnh huyền. Như vậy là dùng gì? Dùng sin. À, xin lỗi, dùng cos. Cos 60 độ bằng kề chia huyền. Kề tức là OI. Chia huyền tức là O phẩy Y. Nhân chiếu lên thì ta có được là OI sẽ bằng là O phẩy Y nhân cho cos 60 độ. Cos 60 độ là 1 phần 2 các em. Tức là O phẩy Y chia 2. À. Rồi ta thế OI vào nha. OI đâu rồi? Đây. Căn của 4 trừ x bình tất cả chia 2. O phẩy Y đâu rồi? Đây, x căn 3 chia 2 nữa là chia 2 nữa là chia 4. Đó. Vậy là chúng ta nhân chéo lên là 2 lần căn 4 trừ x bình bằng x căn 3. Chúng ta bình phương hai vé lên. Nó là gì? 4 nhân cho 4 trừ x bình bằng 3 x bình. Như vậy là 7 x bình bằng 16, x bình bằng 16 phần 7. X bằng 4 chia căn 7. 4 chia căn 7 nha. Như vậy là ta đi tính được x. Thì mình tính được đường cao thôi.
Đó, như vậy đường cao H là OO phẩy này. OO phẩy thì bằng OI nhân với tan 60 độ. Chính là bằng OI đâu rồi? Đây. Thế vô căn bậc 2 4 trừ cho 16 phần 7. 4 trừ cho 16 phần 7 thì 28 trừ đi 16 là 12. 12 căn ra là 2 căn 3. 2 căn 3 thì chia ra 2 nữa là còn lại là căn 3. Như vậy là căn 3 phần căn 7. Ok chưa? Đó. Cái đường cao đó các em. Bây giờ chúng ta tính tiếp về thể tích V. Nó là diện tích đáy nhân với đường cao. R là mình cho nó bằng 1 rồi. Còn H nó chính là căn 3 phần căn 7. Vì vậy là bằng pi căn 21 phần 7. Ôi trời, sao nó không có đáp án gì? Ôi tôi sai chỗ nào ơi? Làm xong ra nó không có đáp án, bực mình đi chứ. À, như là thiếu nhân căn 3 chỗ này phải không đó? Như là thiếu nhân căn 3 chỗ này đúng không? OI nãy mới tính là căn 3 chia căn 7 thôi. Thiếu nhân tan với 60 độ là căn 3 nữa này. Nhưng mà nó là 3 chia căn 7 các. 3 chia căn 7. Ok. 3 chia căn 7. Như vậy là chỗ này nó sẽ là gì? Chỗ này nó sẽ là 3 chia căn 7. Tức là 3 căn 7 phần 7. Đó. 3 căn 7 phần 7 R mũ 3. Vậy đáp án chính là à. Có ai thắc mắc điều gì không? Hiểu không em? Alo. Dạ hiểu thầy. Dạ hiểu. Cái bài này nó không cho đầy đủ cạnh, cho nên là mình phải có một cái bước gọi là đặt đặt một cạnh nào đó bằng x. Đặt một cạnh nào đó là x thì mình sẽ tính những cái yếu tố mà có giả thiết có cho, ví dụ đây là góc 60 độ này thì mình chọn là tính O phẩy y và OY theo x. Từ đó mình thiết lập ra được cái hệ thức tìm ra x. Được chưa? Rồi. Sáng nay giải như đây thôi.